Được ha. Đây từ đây tới đây là mấy em hiểu chưa? Giọng nắng mặt rồi hiểu chưa? Dạ, chương trình thao tác. Chương trình thao tác open này là khi em mở á, bắt đầu em tính từ lúc mở này. Khi em mở ra là cái điện em nó kéo ra thì nó sẽ bị một cái hồ quang, nó chặt tắt cái hồ quang này thì em mới được đóng lại. Như vậy thì bao nhiêu nó tính bao nhiêu là phải là 0,3 giây em mới đóng. Vậy thì nó lên cài phải là trên 0,3 giây mới được đóng, phải chính phải là trên 0,3 giây mới được đóng. Chứ đóng sớm quá là nó lỗi với các anh đó. Vậy sau này chúng ta coi bạn Sistino Relay á, là ông có cài trên cái thông số này không? Là ông cài thấp hơn là coi chừng là dính vô là nó lỗi với các nhà sản xuất không chịu. Đúng không? Rồi sau đó thì máy có được quyền đóng, máy đóng vào thì chúng ta được quyền cách này. Đóng rào cách ra nó đâu có, đúng không? Đóng vào thì cách ra thôi, gia độ nó cũng không còn phải tính tới. Nhưng mà lần 2 á thì bao nhiêu? Tự bạc cũng qua nhà, đúng không? Đang vận hành bình thường, sự cố thông qua, bùm, rồi cắt ra bùm, cũng đóng lại là phải là bạc và không sạch. Cho nên liên quan đến vấn đề là 2 trong 2 là cho phép được bao nhiêu lần đóng lại trong cái việc bán em đi đó, quy định sự cố không có 2 lần, đúng rồi, đó, nha. Rồi 8 trong vòng 8 giờ thì bao đọc 79 thì sẽ nó có 79. Rồi chúng ta sẽ coi là như này. Rồi vô cái ly nha. Giận hờ vua vơ. Anh nó mất phê xong còn đi đâu nữa. Rồi được ha. Như vậy qua cái biến điện áp này đó, điện số biến nè. Đây thì trong cái biến điện áp á thì chúng ta cái cụ là to nè, có một công suất là 10 VA nhưng cách chính xác á là 0,5, đúng không? Dưới đây các chính xác là 0,5, vùng 2, vùng 3 là các chính xác là 3B. Vậy thì 0,5 á, là nó dành cho vào cái giá trị đo lường. Ví dụ như đồng hồ, công tơ, hoặc là những cái bộ phận cảm biến, hoặc là các cái tín hiệu xử lý trong cái hệ thống SCADA. Còn nếu như 3B này nè, các cái tắc sửa của cái sân á, là bảo vệ á, thì nó dành cho việc đối vào rơ le thôi. Vậy thì chúng ta sau này coi mặt chỉ thứ á, họ đóng vào đồng hồ á, mình ra một cái co đó mình kiểm tra họ đóng đúng chưa, họ đóng nhầm là sau này mình vận hành là sẽ bị rất nguy hiểm. Vậy anh em vận hành cũng triển khai cái này kiểm tra cái co nó đúng đâu đúng chưa, đúng không nghĩ là để rất kỹ cái này. Rồi như vậy hồi nãy khi chúng ta có chính xác 0,5, dưới đây nó xuất hiện có chính xác 0,2. Như vậy thì cấp chính xác là nói lên cái việc biên cho sai số, cấp chính xác nào càng nhỏ thì sai số nó sẽ càng ít đó. Vậy thì 0,2 và 0,5 đều là vào nó lừa công tơ, nhưng nếu như công tơ tiếp thì nó sẽ lấy là 0,2, công tơ dự phòng nó sẽ lấy còn 0,5. vậy thì cái thị trường điện của chúng ta, nếu như người ta hỏi công tơ tiếp ở vị trí nào thì ở vị trí mình đem vào cái ngăn lộ của điện hạ là bảo vệ chính, đo đếm chính, và ở nhà máy chúng ta sẽ là đo đếm dự phòng. Nhà máy dự phòng chúng ta ở dự phòng 1, 2, 7, 1 và 4, 3, 1, chúng ta sẽ có 2 dự phòng. Rồi đây T500. Rồi đây là tỷ số T. Như vậy cái T đó, nó có 800, 600, 400 trên 1 á, thì cái này mình lấy là tiền cho cái co đó mình sẽ lấy. Trong mỗi cái co nó có là S1, S1, S21 gì đó, thì tùy theo chúng ta thì đọc trên lắp mà chúng ta lấy đúng cái tỷ số này. Thì thông thường một cái nhà máy mà cái công suất nhỏ đó thì người ta lấy cái tỷ số gồng với đó để cho nó chính xác. Giống như câu chuyện là chúng ta đem một cái con gà lên, không thể nào chúng ta bỏ lên cái bàn cân một tạ mà chúng ta con gà, mà chúng ta phải lấy cái khẩu 5 kg đổ lại chúng ta cân chính xác, đồng ý không?
vậy thì chúng ta phải kiểm tra lại con đường nhà thầu họ, họ sẽ lấy con nào để cho nó phù hợp. Và như anh em có thể là tính thử là 43,59V thì nó đẩy lên cái phía 22 độ tổng là bao nhiêu ampere, và nó đẩy lên tới 220 là bao nhiêu ampere, thì chúng ta sẽ biết được là chúng ta sẽ lấy chỉ số biến dòng là nhiêu, đồng ý không? Chỉ một cách đơn giản thôi, S bằng UI thôi, đấy, mình chia ra thì mình sẽ thấy cái dòng đó, được chưa? Chỗ này ông hiểu chưa? Hiểu ha? Thôi, chờ hồi, rồi học nha. Được, thấy chưa? Rồi trong cái này sẽ là 5/20 nè, 5/20. Như vậy bây giờ anh Tính sẽ nói về cái 5/20 này nó như thế nào này. 5 là cấp chính xác sai số 5%. Như vậy 5% so với 0.5 cái nào sai số nhiều không? 5% so với 0.5% cái nào sai số nhiều hơn anh em? Sai số nhiều hơn. 5% sai số nhiều hơn đúng không? Rồi bên đây á thì nó sẽ có b là vô tới sàn rồi, mà nó có 20 có nghĩa là 20 lần so với định mức, nghĩa là cái ti này nè, cái cuộn dây này nè, nó sẽ làm việc, có nghĩa là cái đường đặc tính của nó, cái đường đặc tính nó chưa bảo hòa là nó lên tới 20 lần. Như vậy thì với cái dòng điện là 800 400 đi, thì tôi nhân có thể tôi nhân lên tới là 16,000, thì lúc này ti không còn làm việc được. Nhưng nếu như anh lấy cái 0.5 thì cái dòng anh lâu cần 400 thôi, chứ anh không được vượt quá nhiều 400, đúng không? Vậy thì một bên á, cấp vào đồng hồ chính xác cao nhưng mà làm việc trong giới hạn định mức, một bên cấp vào lơ le chính xác không còn cao lắm mà làm việc trong một cái pin rộng hơn gấp 20 lần vào định mức. Và chúng ta nhìn vào cái cấp chính xác để chúng ta biết rằng cái co đó cấp cho thiết bị nào. Vậy cái câu hỏi ở đây là dựa vào đâu để mình biết cái co đó cấp cho cái thiết bị nào, được chưa? Phúc Ly hỏi hiểu cái câu hỏi của anh chưa? Dựa vào một cái TI có nhiều co, dựa vào đâu để mình biết cái co đó, cuộn dây đó cấp cho lô le hay là cấp cho đồng hồ hay là cấp cho tay đếm? Có chữ B không? Hả? Mình xem nó có chữ B không? Sao em? Mình xem nó có chữ B trong đó không? Không phải có chữ B mà chúng ta xem vào cái cấp chính xác luôn, đúng không? Sao đẹp? Thì nó cấp chính xác mà cấp chính xác mà càng thấp thì là cấp cho rơ lé, còn cấp chỉ cấp phải 5/20 là cấp chính xác mà thấp, năm sai lệch 5%, là cái thấp hơn quyền sai lệch nó cao hơn đúng rồi, sai lệch nó càng cao thì mình cấp cho rơ lé, đúng rồi, còn sai lệch nó càng thấp thì cấp cho đỡ luôn, được chưa? Vì sao? Vì chúng ta nhìn thấy là đối với cấp cho rơ lé thì nó còn vào gì gấp mấy lần? 20 lần, đúng không? Nó vẫn còn việc làm việc 20 lần, nhưng mà ông này á, ông chỉ không thấy gì hết nè, tôi nghĩ là ông chỉ làm việc trong cái biên là 400 thôi, hoặc là lấy tỷ số biên là 800 thôi, thì hiểu chưa? Anh em mình hiểu rồi đúng không? Đi sâu hơn nữa là vì sao? Vì khi mà mình sự cố á, khi bị sự cố á, thì cần có cái dòng đồng hồ nó đo lường không? Khi sự cố chúng ta cần có công tơ quay, cần có đồng hồ nó đo lường không? Chúng ta không cần, vì cái thời gian nó nhanh quá mà đâu cần đâu, nhắn mặt chúng ta nổ đùng quá, năng lượng chúng ta cũng không cần phải tính toán như lúc đó gì, đúng không? Nhưng mà lúc mà sự cố thì cái gì làm? Rơ le làm, đúng không? Vậy thì ông sự cố thì dòng lớn, thì mình nhìn vào đây 20 lần thì nó là nó cũng rơ le, và nhìn vào cái B này cũng như bạn nghĩ nói, được chưa? Rồi qua đây anh em còn hiểu hết không? Có chỗ nào quán vương không? Nhìn vào cái lát cấp chính xác thì mình sẽ phải có được là cái co nó dùng cho đồng hồ hay cho relay, nói tấm cộng con thân họ hỏi là thì có mấy loại, có hai loại là dành cho đo lường và dành cho bảo vệ, dựa vào cấp chính xác chúng ta sẽ biết được là cho bảo vệ hay cho đo lường, vậy thôi, được chưa? Tất cả anh em kiểm tra xong chưa? Luôn xong chưa? Hiểu chưa? Rõ ràng nha. Rồi xung xác thì chúng ta được rồi, tính sau. Rồi
Ồ, cái này nó tới 18 nấc này. 19 nấc. À, 19 nấc, tới nấc 10 không 19. À, cái này là sao đưa này. Nó có hai củ chen này. Nó khác của nhà mình đúng không? Khác của nhà mình hôm qua này. Đúng rồi. Đúng không? Sao đưa 11. Đó, nhà mình hôm qua. Rồi rồi đây ha. Rồi như vậy thì về thiết bị chúng ta xong chưa? Rồi. Thank you.